can cần kết model NT505A. Sau khi mở nút switch on thì bật nguồn và giữ phím T, số 3 là phím T. Ok. Rồi, đợi chút. Capacity. Đây là tải, nhấp nhảy. Đây là can zero. Không phát nữa. Rồi nhập pen 50 kg này. Rồi đợi nhấn luôn. Okay. Đặt cân lên. Cân này 2 tấn nhưng mà không có vị trí đặt tải nên phải xài tạm 50 kg. Hai nhân viên của Tech Master. Để ngay là rồi. Nhấn phím vàng ngay đúng rồi. Success. Pass. Ok. Can I?